La 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 la. Ăn chút gì đi. Sao anh quay lại nhanh vậy? Việc làm ăn đã bàn xong rất nhanh nên anh quay lại đây liền. Anh biết chắc là em chưa ăn gì. Em không muốn ăn. Em đừng lo quá. Bác sĩ đã nói cuộc phẫu thuật của ba em không có nhiều nguy hiểm. Nhưng cơ hội hồi phục lại thị lực không lớn lắm. Không lớn không có nghĩa là không có cơ hội. Cho dù còn 0.1 cũng có cơ hội thấy lại được. Em coi miếng ngọc này, nó đã theo anh nhiều năm. Tuy rằng không có xanh lắm, nhưng chưa bao giờ trơn bóng như hiện nay. Làm nghề của anh luôn tin tưởng một điều: nếu đeo miếng ngọc càng trơn bóng càng sang, có nghĩa là người đó đang có vận may đó. Sao lại cho em? Em đeo nó thì sẽ có vận may. Em có vận may thì sẽ không có chuyện không hay xảy ra. Vậy cuộc phẫu thuật của ba em sẽ thành công. Đã bán cái loại hàng BC cho chúng tôi với giá hàng loại A. Còn giấy trắng mực đen bảo đảm là hàng loại A, với rõ ràng là lường gạt, là tội hình sự. Với lại số hàng này cũng là của anh Nam, có truy cứu hay không đợi anh Nam tới rồi hẳn tin. Tôi quyết định báo cảnh sát. Anh Nam à, chuyện này đích thực là vấn đề của Ngọc Lâm Hiên. Như tôi hy vọng anh để mà anh Ngô đừng báo cảnh sát. Còn việc anh có yêu cầu gì, nếu làm được tôi nhất định sẽ làm. Công ty cô mua lại số hàng. Vậy được, không thành vấn đề. Tôi chưa nói hết. Còn việc mua lại số hàng còn phải bồi thường sự thiệt hại của chúng tôi. Chúng tôi đã thỏa thuận với một số tiệm vàng sẽ cung cấp số ngọc cho họ, chính là số hàng này. Bây giờ hàng này là hàng giả, chúng tôi không thể nào giao hàng cho họ. Chúng tôi phải bồi thường. Vậy sự thiệt hại này công ty cũng phải chịu trách nhiệm. Số này không có nhỏ đâu à. Không bồi thường thì thôi. Ngày mai đến sở cảnh sát, ngoài việc mấy người kiếm người chịu trách nhiệm ra, tên của Ngọc Long Hiên này sẽ đăng lên báo. Được. Gì à? Chúng tôi bồi thường. Ra đây đi, ổng ra đây đi. Vậy làm sao? Ra đây đi, làm gì đó. Ra đây đi, bắt người kỳ cục nhá. Trời ơi, anh về đúng lúc á. Anh bán hàng cho tôi á, không biết có phải loại hàng B hay không nữa. Đương nhiên không phải loại hàng B. Nếu anh không tin có thể đem tới hàng giám chứng mà. Tôi mua nguyên lô hàng, đem lô hàng đi giám chứng. Anh tưởng là trò đùa hay sao? Phải rồi. Không được, tôi trả hàng, anh trả lại tiền đi. Tôi đã đặt cọc rồi, trả tiền lại đi. Đúng rồi, trả tiền đi. Mọi người bình tĩnh lại đi, mọi chuyện là sao đây? Là sao? Ngọc Long Hiên mấy người tự biết rõ mà, để mà loại B bán cho Đức Tường. Anh Nam đó hết cho chúng tôi biết rồi. Phải đó, cũng mà anh Nam nhắc nhở chúng tôi về kiểm lại số hàng mới biết toàn là hàng loại B không. Cả giấy chứng nhận là cũng giả luôn. Chúng tôi không có nói lung tung. Chúng tôi không có nói lung tung. Hàng đó tuần trước đã đem đi giám chứng, đã có vấn đề rồi.
Hàng đó do em vợ của anh Ngôn đem tới, không phải trách nhiệm của mấy người thì của ai đây? Phải bồi thường chúng tôi đi mà. Nói tóm lại, mấy người có bồi thường chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Với lại tiền cọc của lô hàng kỳ sau mau trả cho tôi đi, sau này tôi sẽ không mua bán. Lại đó, trả tiền cọc lại đi. Mọi người bình tĩnh lại đi, tôi đền lại. Chúng tôi đền, cái gì cũng đền hết. Vậy được rồi, cứ đền vậy là được rồi, phải không? Nói người nói được. Sao rồi, mọi người đi hết rồi hả? Trên đời này đúng là thấy chìm thì đạp thêm. Cô chịu bồi thường đương nhiên đi về chứ làm gì. Vì phải đền bao nhiêu? Thật ra ngoài đám người vừa rồi và khoản của Đức Tường ra, có lẽ sẽ còn nhiều người đến trả hàng lấy cọc về. Thống kê hết thảy, lấy luôn vốn lưu động của công ty và bán số hàng tồn có lẽ chỉ vừa đủ. Tại sao lại như vậy? Nếu hàng của Đức Tường không có bị tráo đổi thì sẽ không có đến nỗi này. Nhưng mà rõ ràng chìa khóa cho tôi giữ, không thể nào tráo hàng được. Không cần hỏi nhiều, chắc chắn việc nó phá đám rồi. Anh nói bác Kiệt nó đổi chìa khóa. Có gì lạ đâu, trước đây nó cũng ăn xén ăn gạt tiệm công ty. Tôi nghĩ lần này chắc chắn là nó đổi chìa khóa, xong rồi đổi luôn số hàng dồn chúng ta vào đường. Nhưng anh Kiệt không thể nào lấy được chìa khóa. Phải đối trước giờ chìa khóa vẫn ở bên tôi mà. Nó lấy chìa khóa cách nào tôi làm sao biết được. Nhưng mà đêm đó làm vệ sinh thấy nó quay lại công ty. Không có chuyện mà ám nó quay lại công ty làm cái gì. Báo cảnh sát đi. Không thể báo cảnh sát được. Tại sao không báo cảnh sát? Giờ công ty mất trộm mà. Anh Kiệt là cổ đông của công ty, anh có thể đến công ty bất cứ lúc nào. Điều đó không thể nào cho là chứng cứ được. Giờ không lẽ bỏ qua cho nó? Với lại anh suy nghĩ lại đi. Trước giờ chìa khóa cho Hi Nhi giữ, còn hàng là Hi Văn đem giao. Nếu suy ra thì chị em họ là người có khả năng nhất. Đương nhiên chị em họ không có làm như vậy rồi, nhưng cảnh sát sẽ không nghĩ như vậy đâu. Nếu đem báo cảnh sát thì có nước phiền phức. Làm vậy cũng không được, làm vậy cũng không xong. Nếu anh Ngôn ở đây thì giải quyết được mọi chuyện rồi. Mọi chuyện đấy như vậy rồi, nói gì cũng vô ích thôi. Anh Ngôn đã làm xong phẫu thuật rồi, tôi đi thăm ảnh. Sao? Khỏi làm việc sướng quá ha. Anh bỏ đi đâu vậy? Chú tôi tìm anh cả ngày nay. Vậy sao? Công ty đã gặp chuyện không hay, người ta nói chúng ta bán hàng loại B. Có chuyện cũng là chuyện của cô thôi, Ngọc Long Hiên do cô làm chủ mà. Anh đừng có làm bộ như là không biết. Số hàng của Đức Tường là do anh tráo đổi. Cô nói gì? Mắt nào của cô nhìn thấy? Chính anh đã tráo chìa khóa, xong rồi quay trở lại tráo đổi số hàng. Cô có chứng cứ thì hãy lập tức báo cảnh sát, cô phải nhanh lên. Nếu cô không có chứng cứ thì làm ơn im miệng lại, bằng không tôi sẽ thưa ngược lại cô tội phỉ báng, cô nghe kỹ đó. Nhưng mà cô tìm sẵn luật sư là vừa. Tôi nói cho mọi người biết, bây giờ tôi quyết định rút vốn. Tên tuổi của Ngọc Long Hiên đã bị mấy người phá hủy, tôi còn ở lại làm gì? Ai đó hãy mau tính số tiền cho tôi, một xu tôi cũng phải lấy lại. Còn là người nữa hay sao? Cậu đang của Ngọc Long Hiên không ít tiền mà còn muốn lấy tiền đi nữa. Anh Kiệt, làm người không nên tuyệt tình quá. Em nói cũng rất có lý. Nghĩ lại cũng đúng thôi. Bây giờ tôi không nên dậu đổ bìm leo. Bỏ đi, coi như tôi không may mắn, tôi không lấy đồng xu nào, coi như tôi bố thí. Nhưng mà mấy người ấy phải làm thủ tục đàng hoàng, đăng báo nói rõ tôi đã rút vốn không quan hệ gì với Ngọc Long Hiên cả. Đồ xấu xa có giỏi đứng lại đó. Báo cảnh sát đi. Đã nói báo cảnh sát cũng vô ích thôi, hơn nữa cũng không có chứng cứ. Giờ Hi Nhi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi không sao đâu, tôi đi thăm anh Ngô. Sao rồi? Ông Lương, ông cảm thấy sao? Hi Nhi. Ba nhìn thấy gì không? Anh Ngô, em là Hi Nhi nè, anh có nhìn thấy em không? Hi Nhi, anh nhìn thấy em rồi. Hi Nhi. Ceci, Gia Minh, tôi nhìn thấy mọi người rồi, tôi nhìn thấy hết mọi người rồi. Xem ra cuộc phẫu thuật lần này rất thành công. Hôm nay ông hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra thị lực cho ông tỉ mỉ hơn. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn. Anh Ngôn à, anh nhìn thấy lại được thì tốt quá, Ceci rất lo cho anh. Con khờ quá. Ba không sao, đừng lo cho ba. Hi Nhi, anh tưởng sau này sẽ không được nhìn thấy em nữa. Sao không thấy chứ? Em biết anh nhất định sẽ không sao mà. Sao hả? Công ty sao rồi? Công ty không sao chứ?
Không phải công ty có chuyện gì chứ? Anh Ngô, em xin lỗi. Ngọc Lâm Hiên đã có chuyện. Công ty đã mất hết tất cả rồi. Anh Minh à, hồi nãy chị Nhi nói như vậy, có phải lần này tình trạng của Ngọc Long Hiên rất nghiêm trọng không? Nghiêm trọng lắm. Công ty phải đền rất nhiều tiền cho khách hàng. Tệ hại nhất á là tên tuổi Ngọc Long Hiên đã bị hủy. Làm nghề buôn bán ngọc, uy tín là quan trọng. Nhưng mà em cũng đừng lo quá, chưa chắc xấu như anh đã nghĩ. Anh đừng có gạt em. Hồi nãy thấy khuôn mặt của ba em biết là rất nghiêm trọng. Nhưng mà em có lòng tin ở ba. Ba rất giỏi, thế nào không vượt qua. Anh cũng nghĩ vậy. Không ngờ chưa có 12 tiếng, chưa có nửa ngày thì em đã làm mất trắng vốn của Ngọc Long Hiên. Em có nghĩ là báo cảnh sát, nhưng mà nghĩ lại thấy vô ích. Thực sự em không biết phải làm sao. Em đừng nghĩ vậy, không liên quan tới em đâu. Không phải đâu, em vô dụng. Em đã biết bác Kiệt làm chuyện bất chính mà cũng không ngăn được ảnh. Em ngoài sáng, cô nói trong tối. Huống chi thằng Kiệt rất gian xảo, nó muốn hại em có thể tránh khỏi được. Nhưng anh không ngờ nó lại tuyệt tình như vậy. Nó thừa lúc anh đang bị bệnh mới ra tay hại anh. Anh Ngô mà, bây giờ em phải làm sao đi? Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Tiền đã mất rồi thì thôi, điều quan trọng bây giờ là anh có thể nhìn thấy em, có thể nhìn thấy đứa con sắp ra đời, có thể nhìn thấy Ceci. Cả nhà chúng ta có thể ở bên nhau là quan trọng nhất. Nhưng Ngọc Long Hiên là tâm huyết của anh không thể mất nó. Vậy em có ủng hộ anh không? Đương nhiên ủng hộ. Như vậy là được rồi. Em ủng hộ anh nhất định làm lại từ đầu. Tiền đã mất rồi, chúng ta có thể tìm lại được. Tuy rằng chúng ta không có bằng chứng xác thực, nhưng không có nghĩa là thằng Kiệt có thể sống ngoài vòng pháp luật. Chúng ta sẽ điều tra cho ra lẽ. Anh sẽ vì em, vì Ngọc Long Hiên trút cơn giận này. Anh Ngô, nếu không có anh, em không biết phải làm sao. Đầu óc mày chưa gì vậy? Quá đơn gì cũng ký hả? Mày không biết đọc cho kỹ thì sao? Không biết hỏi rõ ràng hả? Biểu xuất hàng cái cũng ký, biểu nhập hàng cũng ký, mày còn ký biêu gì nữa hả? Sau này còn lòi ra mấy cái chục tờ biêu đổ thừa mày hết. Nó nói là mày ký tên đó, mày biết không? Ai mà biết. Chị anh Kiệt nói con là một nhân tài, còn nói cho con cơ hội làm giàu. Chính ba đã dạy con còn trẻ là phải nắm bắt cơ hội mà. Mày còn biện bạch hả? Giờ này còn biện bạch hả? Người ta đã nắm bắt cơ hội hại chị em mày té tua như vậy rồi đó hả? Khen mày vài câu thì mày thấy bay bổng cho mày bà xa vào bẫy mày cũng không biết. Loại hàng BC mày cũng giao cho nó, mày theo ba mày nhiều năm không biết coi hả? Nói chỉ là con, nhiều người lâu năm ở trong nghề cũng không biết coi kìa. Cách của ba xưa rồi ba à. Được, mày coi như không biết coi Ngọc hả? Cứ cho mày không biết coi Ngọc đi, nhưng mày cũng phải biết. Anh Kiệt là em của anh Ngôn, cũng là cổ đông của công ty, cô làm sao biết anh gian xảo đến vậy? Mày mà không biết nghe nữa mà, bây giờ có nói gì cũng vô ích. Hay thiệt tình. Này cơ mập, buôn bán thế nào? Không ai vô mua hết, ngồi đập mũi sáng giờ. Anh nói môi hở răng lạnh mà. Trời ơi chú Chính ơi, con không có hiểu nhiều đâu. Chú nói sâu xa quá chết con à. Ê, ý chú muốn nói là Ngọc Long Hiên nảy sinh vấn đề thế nào cũng ảnh hưởng đến mình. Có hiệu quả ngay con cũng biết nói, chứ ngồi đập mũi không liên quan đâu. Mối của chúng ta đâu có giống. Khổ nổi khắp đường Quảng Đông à. Ai cũng biết anh Ngôn là cổ đông của chúng ta. Cho dù có khách hàng chưa biết thì những người xung quanh cũng muốn triệt chúng ta, rêu rao chúng ta. Đâu phải con không biết là mấy bà khách hàng nhát gan phải không? Ý, vụ này không được rồi. Phải mau bán miếng thập đức này lấy chút tiền dằn túi đỡ hơn à. Ê, Gia Minh à, hay là con chủ động liên lạc với ông Nguyên đó đi con. Trời, ông Nguyên nó bận rộn lắm lại kỳ quặc. Hôm nay đòi mua thập đức, ngày mai lại không biết mua miếng ngọc nào nữa. Mấy ông nhà giàu nói đại thôi chú cũng tin sao.
Alo, ông Nguyên hả? Ông Nguyên à? Nè anh bạn trẻ, khoan đi đã. Tôi có chuyện làm ăn muốn bàn với cậu. Chuyện làm ăn à? Phải rồi. Nè cậu cũng biết, việc làm ăn của tôi đều ở bển. Tôi muốn đem ít vốn qua Hồng Kông để làm ăn. Con người cậu rất là thẳng thắn, hơn nữa có tính cách. Nếu thấy hợp á, thì chúng ta có thể ngồi xuống bàn tiếp. Cậu cũng biết á, tôi rất muốn tìm một người đáng tin cậy ở Hồng Kông để giúp đỡ tôi. Chà, ông thiệt là cao tay đó nghe. 1-2 triệu không cám dỗ được tôi thì định làm ăn dụ tôi vào bẫy hả? Xin lỗi nghe, con người tôi làm gì cũng được hết, chỉ muốn dựa vào thực lực của mình. Cho dù ông cho tôi làm vua tôi cũng không hứng thú nữa. Tóm lại ông không có hàng sơn trong tay thì đừng hòng nhìn thấy thập đức ha. Nè 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 nè, nên sao cậu kỳ cục vậy? Nè nè Gia Bình à, tôi thật lòng rất ngưỡng mộ cậu. Ông chỉ ngưỡng mộ thập đức thôi. Đương nhiên là tôi muốn có thập đức rồi. Nè, cậu buôn bán ngọc cậu biết rất rõ. Những người thích ngọc luôn nói nhân duyên. Ngày nào cậu không cho tôi gặp thập đức á, thì ngày đó tôi cũng không bỏ cuộc đâu. Ông không bỏ cuộc đó là chuyện của ông. Tóm lại tôi phải tìm lại hàng sơn giúp bạn tôi. Đợi khi ông có hàng sơn chúng ta mới bàn bạc. Nè, Gia Minh à. Ý, anh Minh. Ủa, sao em lại lên đây? Đã hẹn ông Nguyên làm phỏng vấn. Vậy sao? Cô là phóng viên của tòa soạn chân tướng phải không? Dạ phải ông Nguyên. Tên tôi là Cecil, Cecil Lên. Ít khi cho phóng viên không quen biết phỏng vấn lắm nghe. Cậu quen với cổ hả? Là bạn gái hả? Nếu là bạn gái thì khác nha. Có gì khác đâu, ông cứ làm theo công việc. Anh đi nghe, không phiền em làm việc. Vậy là sao? Bye bye. Nè Gia Minh. Ông Nguyên à... Cô Lương phải không? Ừ. Cô chưa trả lời tôi. Cô có phải bạn gái của cậu ấy không? Dạ phải. Được rồi, vào phòng tôi nói chuyện. Cảm ơn. Ông Nguyên à, thật ra cuộc phỏng vấn hôm nay chủ yếu muốn hỏi ông. Có tin đồn là ông sẽ đầu tư vào ngành địa ốc của Hồng Kông. CC hả? Cô và Gia Minh quen bao lâu rồi? Mới quen đã yêu nhau hả? Hay là lâu ngày có tình cảm? Ông Nguyên à, chúng ta trở lại cuộc phỏng vấn nha. Thật ra ông... Cô không cảm thấy như vậy rất đáng tiếc sao? Ông Nguyên à, tôi không hiểu cho lắm. Đáng tiếc cái gì? Gia Minh đó, tôi thấy con người cậu ấy rất là thông minh. Hơn nữa là có khiếu về cọc thạch. Cậu ấy là chịu khó phấn đấu. Điều quan trọng nhất là cậu ấy rất giống tôi. Giống ông? Đúng rồi, giống tôi. Hả? Chuyện gì cũng dựa vào thực lực mà làm nên. Những chuyện không dựa vào tài năng của mình, dù bao nhiêu tiền cũng không chịu nhận. Cũng phải thôi, thật ra anh Minh rất tài giỏi. Trước đây tôi cũng dựa vào tôn chỉ đó mà làm nên. Nhân tài như vậy thật là đáng tiếc. Tiệm nhỏ như tiệm Cửu Long thì đâu có phát triển được. Con người có thực lực, quan trọng là phải động não, còn phải có vỏ bọc nữa. Ông Nguyên à, ý ông có phải là muốn giúp cho Gia Minh không? Thông minh. Muốn phát triển á thì không thể dậm chân tại chỗ chờ kỳ tích xuất hiện. Muốn phát triển á, chủ thì này phải ra khỏi tiệm Cửu Long. Như vậy mới có thể bước vào vài cấp mới. Tất nhiên rồi, chị đeo vào còn đẹp hơn là Thái Thiếu Phấn. Nè, làn da chị trắng trẻo, đeo vào nhìn phúc hậu lắm. Có thật không đó, tôi còn đẹp hơn Thái Thiếu Phấn nữa hả? Coi đẹp lắm. Anh Minh, anh đang bán hàng mau lắm. Ý, chiếc này đẹp quá chị Hoàng. Nếu chị thích tôi sẽ bán rẻ cho chị. Bây giờ đâu còn tâm trí để làm đẹp nữa. Thì phải rồi, chỉ bị chồng làm bực tức. Cậu nghĩ coi, có giận không? Trước đây có nhiều khách hàng thì thường xuyên lái xe đến Thường Bình. Bây giờ đâu có việc gì làm nữa. Tưởng là anh sẽ ở nhà nhiều hơn. Rốt cuộc cũng không thấy bóng dáng ảnh đâu hết. Anh nói là phải cùng bạn bè qua bển làm ăn. Tôi nghi ngờ ảnh không biết có phải là có vợ bé ở bển hay không. Cũng chưa chắc đâu. Nhưng mà tôi là đàn ông, tôi cũng nói như vậy. Đàn ông thì hễ rảnh rỗi dễ sanh tật lắm. Nếu chị thấy lo hả, tôi có cách này. Cách gì vậy? Nè, chị đem gắn đưa chồng chị đeo. Cái này hả? Miếng ngọc này có tên tuổi đó, gọi là định tâm hoàng. Chỉ sợ chồng chị lăng nhăng thì đưa ảnh đeo vào, ảnh sẽ đàng hoàng lại bảo đảm vợ chồng hòa thuận. Biết đâu sang năm sẽ mời tôi dự tiệc ăn đầy tháng. Bậy bạ quá, đã mấy chục tuổi rồi còn đem chuyện đó ra hù tôi. Không phải đâu chị Hoàng, chị giữ người rất tốt á. Chị không nói ai biết con gái chị đã tốt nghiệp đại học. Lần này anh Trần gửi số hàng này qua rất là đẹp. Miếng nho nhỏ, kiểu lại đẹp, giá lại không mắc lắm.
rất thích hợp cho mấy bà nội trợ. Món nào cũng chỉ ngàn mấy, cho dù anh có bán hết cũng chỉ được có mười mấy ngàn thôi. Em nói nghe hay quá à. Thời thế bây giờ sao hả? Mấy bà nội trợ không phải có nhiều con thì phải góp nhà góp cửa giùm chồng. Họ chịu bỏ tiền ra mua hàng của anh là may lắm rồi á, thiệt tình. May lắm rồi, may lắm rồi. Bán cho mấy bà nội trợ đương nhiên là kiếm được lời thôi. Thật ra anh có từng nghĩ nếu bán Ngọc mà cứ đứng ở tầng lớp này hoài sẽ không có sự phát triển gì lớn lắm không? Khoan đã, hôm nay ông Nguyên đó đã lải nhải với em gì? Không phải là lải nhải đâu. Anh nghĩ coi bây giờ anh bán Ngọc có thể bán được bao lâu. Hơn nữa bây giờ mấy bà nhà giàu ở giới thượng lưu cũng thịnh đeo trang sức bằng Ngọc. Nếu như họ mua một món còn hơn mấy bà nội trợ mua của anh mười mấy hai chục món phải không? Ai mà không biết, nhưng mà có quen đâu. Em muốn anh quen Uyển Quỳnh Đoan còn khó không chi mà nhà giàu, thiệt tình. Ông Nguyên nói sẽ giới thiệu bạn bè cho anh quen. Ông gạt em thôi, ông đã tốn biết bao hơi sức dụ dỗ anh. Nói cho cùng chỉ muốn dụ anh bán thập đức cho ổng. Ông có dụ anh hay không em không biết, nhưng em cảm thấy ổng đồng ý giới thiệu bạn bè cho anh quen cũng đâu có gì là xấu đâu. Ông Nguyên nói tháng sau có hẹn bạn bè ra ăn cơm, nếu như đồng ý thì ổng có thể dẫn anh theo. Nếu mấy bà nhà giàu thật sự tin tưởng anh hoặc là thấy thích anh ấy thì anh có thêm vài khách hàng nữa. Hơn nữa không ai ép buộc anh bán thập đức cho ông Nguyên cả. Thôi đừng nói nữa, thật ra anh đâu phải là người thuộc thế giới đó. Bây giờ không tốt sao? Mấy khách quen rất tin anh, buôn bán lại ổn định. Anh Gia Minh à, không phải em bắt anh lập tức bỏ hết mấy khách hàng cũ. Em chỉ kêu anh đi ăn bữa cơm thôi thì anh coi như là quen thêm người bạn. Nếu thấy thích hợp thì nhận làm, không thích hợp thì thôi. Anh thử đi có được không? Được, có dịp thử rồi tính hả? Làm ơn đi, tôi có chuyện gấp lắm. Đừng nói nữa, cô xuống xe đi. Chuyện gì vậy? Nè, chị lên xe rồi, bác Tài mới nói là không thể đưa chị đến bệnh viện được. Chị đã hẹn với anh Ngôn 3 giờ đến đón ảnh. Cô đi gấp và xuống xe đó chiếc khác đi đi. Tôi ở đây xếp hàng cả ngày rồi, đưa cô đến đó chắc chắn không quá 30 đồng, cả tiền xăng cũng lỗ luôn á. Cha ông tỏ thái độ gì vậy? Không chở phải không? Nè, cho ông hai sự lựa chọn, một là ông lập tức đưa chúng ta đến bệnh viện, hai là đưa chúng ta đến sở cảnh sát. Nè, cô đừng có làm quá nha. Được thôi, cô có sự lựa chọn thứ ba, lập tức báo cảnh sát, vậy sẽ khỏi tốn tiền xăng, được không ông? Thôi tôi chịu thua luôn, đưa hai cô tới bệnh viện. Nè, em đi với chị nha. Được. Thế này, không có gì, cũng như ba nói, người một nhà đó mà. Trời ơi, thêm mấy hào nữa mới đủ 30 đồng, nhiều lắm sao. Lại tới giờ giao ca nữa, hôm nay chạy không nữa rồi. Nè, thời buổi này mà ông còn có thái độ phục vụ đó sao? Hoàn cảnh bây giờ thế nào? Ông có khách là may mắn lắm rồi. Tài xế nào cũng như ông thì kinh tế Hồng Kông muốn đi lên cũng khó. Hay là gì? Ông khoanh tay lại, đừng có đi làm. Để ông trời thảy tiền xuống cho ông, có giỏi ông đừng có làm. Nè cô nói cái gì vậy? Bà bầu mà ông cũng bắt nạt sao hả? Bỏ đi, cô nào cũng giữ như vậy, không sợ người ta đánh không? Giữ? Đâu có giữ bằng lần trước chị chửi anh Minh. Đi mau đi, nếu không ba em lại cằn nhằn nữa đó. Thì chị coi ba như là Gia Minh chửi cho một trận. Em tài giỏi thiệt đó. Chị đâu có thua kém gì. Anh Ngôn. Ba. Bộ hai người hẹn đi chung hả? Cũng nhờ cái CC đó. Nhờ chị Di đúng hơn, con đỡ tốn tiền taxi. Ủa, anh chưa dọn đồ rồi hả? Xong hết rồi. Biết em tới đón trễ vậy, anh không kêu em tới đón anh. Anh đi về một mình là được. À, ba nói gì kỳ vậy, hồi nãy đi taxi chỉ bị người ta nói đó. Sisi nói nếu anh cần nhằn em đến trễ sẽ giúp em trúng lên. Không dám không dám, sợ hai người quá đi. Để coi tôi dọn đủ chưa. Anh sao vậy, anh ba, sao vậy hả? Hả? Sao vậy, có nhìn thấy gì hay không? Đồ gì tối sầm. Em gọi bác sĩ giùm anh nha. Tại sao anh nhìn thấy em mà. Hả? À, anh chọc tụi em hả? Ba chọc tụi con hả? Đó là túi sầm mà làm. Anh muốn nói xui xẻo làm sao lại đụng cái ghế, xui quá, chỉ vậy thôi chứ đâu có nói là anh bị mù đâu. Được, chúng ta xuống ngay tìm nước đi. Giỡn thôi. Nè, ba xin lỗi.
Tuy rằng ba con có bị mù, nhưng ba nằm viện hôm rày, đừng bắt ba làm chuyện nặng nhọc có được không? Không được. Nè, được rồi, không nghĩ đến bản thân, cũng nghĩ đến em bé, ngồi xuống đi, để em dọn. Phải rồi, ba ngồi xuống đi, nghe lời đi, phải nghĩ tới em bé chứ. Gần đây em đã làm một cuộc phỏng vấn giùm tòa soạn có 3 điều kiện lớn nhất, chị phải nhớ cho thật kỹ nha, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn cho thai nhi đó. 3 điều kiện gì mà lớn gì thế thư? Nè, điều đầu tiên á là đừng bao giờ đụng vào mấy thứ đồ bé như là dao nĩa đó, giống như góc bàn này vậy, không được, ngồi xích qua một chút nguy hiểm lắm. Như vậy mà cũng ảnh hưởng đến thai nhi, không phải chứ? Đã, còn điều thứ hai nữa. Điều thứ hai là đừng có nhìn những thứ ghê gớm. Nếu ngoài đường chỉ nhìn thấy một người đàn ông ghê gớm thì đầu này nhìn thấy ổng, đầu kia chị phải bỏ chạy, có biết không? Nhưng mà ở đâu cũng có người đàn ông ghê gớm thì khỏi phải đi đâu hết rồi. Cũng phải đó, nhưng mà không sao, chị có thể coi nhiều thứ đẹp đẽ, sau này em bé sẽ xinh xắn hơn, chẳng hạn như là người đẹp ở trước mắt chị nè. Không phải biết rồi. Nói vòng vo nãy giờ tự khen mình đẹp đó. Đúng rồi. Nói đã, còn điều thứ ba nữa. Bà biết điều thứ ba là gì rồi? Là gì? Không được đi làm. Tại sao? Là bởi vì bảo vệ dưới tòa nhà Ngọc Long Hiên xấu xí lắm, cho nên không muốn em nhìn thấy ổng thôi. Nói người ta vậy đó hả? Với lại ở đầu đường có một hàng trái cây, họ nuôi một con chó bị xà mâu, xấu xí hết biết. Em càng không thể nhìn thấy nó, phải cẩn thận được một chút đó. Được rồi, con chó đó rất xấu, em phải dòng đường khác thì mới được. Đừng nói nữa, con vẫn chưa nói điều thứ ba mà. Hả? Điều thứ ba chính là đừng ăn cơm. Sao? Bởi vì ăn cơm rồi nó sẽ giống như là cục cơm vậy. Giống như ba em. Giống như đó vậy đó. Khuya rồi sao không chịu ngủ? Không ngủ được nên ngồi đọc sách. Em lại coi sách về Ngọc Thạch nữa hả? Ừ. Lúc nào em cũng lo chuyện công ty, khó trách không ngủ được. Không có phải đâu, thật lòng em muốn học hỏi thêm. Nếu em biết được nhiều thứ thì công ty sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Em đừng có khờ quá, đâu có liên quan tới em đâu. Không phải đâu, em muốn học hỏi thêm để sau này em giúp anh. Vậy thì chết rồi. Sao vậy? Chắc con của anh ra đời da nhăn hết thôi. Sao chứ? Bởi vì bây giờ em suy nghĩ đến châu mày lại, châu đến nỗi con mũi ba cũng bị kẹp chết nữa. Em nghĩ con có chết hay không? Mau cười lên đi. Em cười rồi nè, gì được chưa? Lúc em cười lên nó nhìn rất đẹp, em có biết không? Thật hả? Tất nhiên rồi. Ừ. Có thể đi thi hoa hậu đó. Nhớ làm giám khảo nha. Nhớ cười nhiều một chút đó, có biết chưa? Ừ. Dạy trong thai đó, nếu lúc nào em cũng châu mày lại thì sanh đứa nhỏ ra không biết cười chút nào thì chết. Nếu dạy trong thai thực sự có ích thì em sẽ cười suốt ngày. Vậy anh hài lòng rồi chứ? Hài lòng, rất là hài lòng. Con người anh dễ mãn nguyện quá. Phải đó, bây giờ là lúc anh mãn nguyện nhất. Ừ. Em biết không? Ừ. Bây giờ đối với anh chuyện gì cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là em, Ceci và đứa con của chúng ta. Hôm nay anh nhìn thấy Ceci đã hoàn toàn chấp nhận chúng ta. Thật lòng anh rất vui. Thực ra nó có thể làm như vậy thực sự không dễ dàng. Không ngờ nó lại dị tha quá. Nó thật sự giống như anh. Trời ơi, ớn quá. Nè, để mặt một chút nha. Dù sao anh cũng là ba của đứa con đó. Sao anh lại biết? Anh mà không biết em nói cái gì vậy? Tại sao em phải bắt anh đến đây mua đồ? Đâu phải là anh không có đồ mặc đâu. Chẳng lẽ anh cho là đồ như vậy là được sao? Nè, cô Lương, cô tuyệt đối cô không được làm nhục sở thích ăn mặc của tôi rồi nghe. Nè, bây giờ anh không phải bán hàng cho mấy bà nội trợ bình dị, mà anh phải bán cho mấy bà nhà giàu của giới thượng lưu. Cho nên ngoại hình rất quan trọng phải không? Do đó quần áo cũng quan trọng. Lương Gia Minh này đẹp trai bảnh bao, phải nói ai thấy cũng thương, xe thấy cũng chở phải không? Nội khuôn mặt cũng kiếm ăn được rồi. Vậy sao? Quan tài thấy anh cũng mở nắp ra luôn ha. Anh chị cứ tự nhiên chọn. Ý đẹp quá, rất hợp với anh đó. Trời ơi, 7.800. Họ cho anh 7.800, anh mua 10 bộ cũng còn được á. Có biết tình hình thị trường không? Tiệm nào cũng đang hạ giá. Tiệm ở Tả Đôn anh có quen được giảm 20%. Nè, coi như em tặng quà sinh nhật cho anh. Quà sinh nhật cũng đâu cần phải mắc đến vậy. Vậy kỷ niệm ngày quen biết đi. Thôi sao cũng được. Ê, nè, chai bột đô này á, năm ngon nhất là năm 82, 85, năm 90 và năm 95. Trời ơi, em đừng bắt anh học thuộc năm. Hồi đi học anh ghét nhất là học lịch sử, dở nhất là nhớ điên hạn. Nhưng ít ra anh cũng biết tên của rượu nho là gì chứ. Nè, giống như chai Levi này vậy, tên nho là Cabernet Sauvignon. Ca cái gì?
Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon hả? Cũng na ná. Nè, giới thiệu chai đơn giản hơn. Đơn giản lắm. Chai này tên là Merlot. Cái gì? Là... nhìn khẩu hình của em nha. Merlot. Merlot. Anh hãy cố gắng học đi có được không? Anh đã cố gắng lắm rồi. Đây không biết là tiếng quỷ quái gì. Tiếng quỷ quái gì chứ? Chính tiếng quỷ quái này anh mới có thể hòa vào thế giới của những người giàu có. Giống như em nè, trước khi làm phỏng vấn, thu thập hết mọi tư liệu, hòa vào trong thế giới của người ta mới viết được một bài báo hay thôi. Được rồi, anh hiểu rồi. Alo, chị Châu hả? Được, không thành vấn đề, giọng của chị có rồi. Tôi nhớ địa chỉ của chị ở lô 8 Ngưu Đầu Giác Hạ phải không? Được, tôi sẽ đem đến ngay. Được, bye bye. Nè, anh đi giao hàng đó. Anh là đi giao thiệp với mấy bà nội trợ. Phải đó, anh đi một lát quay về liền. Nè, những gì em chỉ anh đều nhớ hết. Nào là Cabernet Sauvignon gì đó, Lolo gì đó nè. Thôi, anh đi nha, bye bye. Nè. Anh quên mất. Tối nay anh gọi cho em nghe. Bye. Em có lộc ăn rồi. Chị đã nấu chè bạch quả đậu hũ kỳ đó. Không ăn đâu. Hả? Anh hai không ăn hả? Em chịu thiệt ăn giùm anh luôn. Nè, em không sao chứ hả? Trời ơi, bán một chiếc vòng mà làm em mất tới mấy tiếng đồng hồ. Bán cho mấy bà nội trợ là như vậy đó. Ê, email. Đây là đồ hiệu nha. Em nhận ra cái logo này đó. Vậy sao? Là gì nè, vậy? Nè, đừng mập, đừng nhiều chuyện. 7.800. Trời ơi. Trời ơi, anh hai, anh mới phát tài hả? Phải phát đó. Gì mà phát. Thôi đừng nhắc nữa. Nè, mỗi khi đi dự tiệc em cũng đâu có mặc vest, tại sao lại tốn kém như vậy chứ? Xì đó, nhất quyết mua cho em. Em biết rồi, hai ngày nữa anh phải đi dự buổi tiệc của ông Nguyên. Xì sợ anh bị mất mặt cái gì. Thôi đừng nhắc nữa, tao thấy phiền lắm rồi. Vậy tối nay anh còn phiền dài dài đó. Sao vậy? Chỉ gọi điện nó tìm anh nhiều lần, sao anh không mở điện thoại vậy? Điện thoại hết pin rồi. Trời, em vậy càng tốt. Mất công cổ lại hỏi tao có nhớ lô gì đó không, mệt lắm. Chắc không xui đến vậy đâu ha. Nhiều lúc bạn gái của em cũng phiền phức lắm. Chị không muốn bị quạ lây đâu nha. Em cũng vậy. Em trốn vô hồng trước chắc ăn. Hai. Là em hả? Em biết chắc là anh đã về nhà rồi. Phải, đã khuya rồi. Sao em còn qua đây? Anh đã bỏ quên đồ quên lấy về. Vậy sao? Tin nè. Tuyển tập 100 doanh nhân. Ừ. Nè, nay mai anh phải làm ăn với các doanh nhân. Cuốn sách này chắc chắn thế nào cũng giúp được cho anh. Có cần phải nghiêm chỉnh vậy không? Nghiêm chỉnh cái gì chứ? Anh phải tìm hiểu họ thêm mà. Nè, em đã khoanh tròn những nhân vật quan trọng giùm anh rồi. Tối nay anh phải coi cho hết đó. Tối nay anh mệt mỏi lắm rồi. Vậy coi một lát. Coi một lát thôi. Em đã gạch mấy hàng quan trọng giùm anh rồi. Anh coi những đoạn đó là được. Nhưng cuốn sách này dày như là cái sổ điện thoại. Nỗi con mấy hàng em gạch cũng phải coi đến sáng luôn. Đừng bày mấy trò này nữa. Có người ta sanh ra là rồng thì là rồng, rắn thì là rắn. Sao thay đổi được chứ? Anh chỉ biết làm ăn với mấy bà nội trợ, với thượng lưu hay người giàu có gì đó. Thôi anh không có quen đâu. Sao lại không quen chứ? Bây giờ có cơ hội tốt sẵn, nâng cao bản thân của mình luôn thôi. Nâng cao gì chứ? Anh thuộc dạng này là dạng này, bộ em không thích hả? Không thích thì thôi đi. Không phải em thích hay là không thích. Từ nhỏ đến giờ em luôn cảm thấy ba em rất là giỏi. Em không mong sau này bạn trai của em sẽ giỏi như là ba của em vậy. Không phải em muốn anh kiếm thật nhiều tiền để trở thành tỷ phú. Nhưng em cảm thấy tương lai của anh không đáng như bây giờ. Anh có thể làm tốt hơn. Bây giờ có một cơ hội hiếm có, tại sao anh lại không thử? Nếu em thật sự không muốn đi... vậy thì thôi. Được rồi, anh biết. Anh biết là em muốn tốt cho anh. Tóm lại, tối nay anh không ngủ. Sẽ ráng coi hết 100 quái nhân này. Quái nhân gì chứ? Anh mới là quái nhân đó. Đâu có quái bằng em đâu. Vậy sao? Oh.
trời anh hai ơi, nửa đêm nửa hôm anh đọc sách gì vậy? Đèn sáng quá em không có ngủ được. Nè mày làm ơn pha ly cà phê giùm tao cái coi. Hả? Cà phê hả? Trời ơi, tao phải đọc hết cuốn sách này mới có thể tắt đèn đi ngủ. Nếu mày muốn tao mau coi hết thì pha giùm tao một ly. Sao anh ngu quá vậy? Anh làm bộ coi hết là được rồi. Chứ lại chỉ uống cà phê không có tỉnh táo nổi đâu. Ít nhất cũng phải nấu thêm tô mì trứng á. Là mày muốn ăn thôi cái thằng quỷ. Không phải đâu, em muốn ăn bún gạo trứng à. Mấy trường hợp này cậu đi giữ vài lần sẽ quen. Ý, tối nay là nhân vật chính. Sao đến trễ vậy? Phải đó, bởi tiệc tối nay không có anh thì đâu có được. Phải đó. Tôi phải dẫn khách mời đến. Khách mời. Tôi giới thiệu một kỳ tài cho mấy chị quen. Ken Lương. À Ken, chào hỏi mọi người đi chứ. Một kỳ tài mắc cỡ như vậy thật là hiếm thấy. Ken là kỳ tài trong giới thương nghiệp hả? Không phải. Ken là kỳ tài trong giới ngọc thạch thủy thúy. Cô rất rành về ngọc thạch à? Nguyên thế bằng này sống bao nhiêu năm chưa từng thấy người nào lại có năng khiếu như cậu ấy. Trực giác có từ bẩm sinh của cậu ấy đối với ngọc thạch phải nói là hiếm có trên đời. Tôi có thể nói khắp Hồng Kông này người có năng khiếu không quá 3 người đâu. Không, chẳng qua là tôi vào nghề đã lâu nên có chút ít kinh nghiệm thôi. Lúc nãy gặp cậu thì tôi đã biết cậu là nhân tài rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi chưa từng thấy anh bằng khen người nào như vậy cả. Alo, Ceci hả? Dạ Minh. Sao hả? Không có gì chứ? Không có gì. Nè, giờ này bữa tiệc vẫn chưa có xong mà. Sao hả? Không có gì nói với mấy bà thượng lưu sao? Không phải. Hồi nãy ông Nguyên khoa trương lắm. Nói anh như là người có 102 vậy á. Vậy sao? Em biết không, tối nay anh đã biết thế nào là ngọc sáng, khí sang. Số nữ trang mà mấy quý bà đeo, trời ơi, anh làm mấy đời cũng không mua được. Chưa hết nghe, mấy cuốn tạp chí cũng hay nói mấy quý bà trong buổi tiệc. Tối nay anh đã gặp được hết luôn á. Anh đã quen rất là nhiều người. Vậy sao? Tốt quá rồi. Phải. Bây giờ anh có tên tiếng Anh. Tên anh đó là Ken. Cái gì Ken? My name is Ken. Ken Luân. Luân cái gì? Có phải anh bị điên không anh Gia Minh? Gọi anh là Ken. Tối nay gặt hái được nhiều chứ. Cảm ơn ông đã giới thiệu nhiều người cho tôi quen. Nhưng nói gì thì nói, ông đâu cần phải khoa trương quá. Nói tôi y như là kỳ tài vậy. Khắp Hồng Kông không có tới 3 người. Chà, nghe muốn nổi da gà luôn. Cậu nhỏ, tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có bản lĩnh đến mấy, nếu cậu không có vỏ bọc thì không có ai tin tưởng cậu, không có ai mua đồ của cậu đâu. Trên đời này là vậy đó. Nếu cậu muốn leo đến tầng lớp cao hơn, có lúc cần phải nói dối. Cậu có thể thành công, có thể làm được việc lớn không phải nhờ cái đó. Phải rồi. Tôi chỉ muốn bỏ tiền vào túi của cậu thôi. Nè cảm ơn nghe, bỏ nhiều tiền vào túi tôi quá. Làm ăn có lúc phải thật thà. Nhưng giả sử không có bề thế thì không bao giờ làm được việc lớn biết chưa? Hoàn toàn hiểu rõ. Trên đời này không có chuyện cho ăn miễn phí đâu. Nè tôi đã giúp cậu một việc lớn rồi. Cậu cũng phải có gì đền ơn tôi chứ. Chẳng hạn như bán miếng thập đức của cậu cho tôi. Lại vô đề rồi. Tôi đã nói ông nhiều lần rồi. Không phải tôi không muốn giúp ông. Miếng ngọc đó là của bạn tôi. Cậu hãy giúp đỡ tôi đi. Coi như tôi xin cậu mà. Ông làm tôi bực bội quá. Nè tôi hỏi thật nghe, tại sao ông nhất quyết mua nhị tiên hòa hợp? Bể rồi cũng mua. Thiệt tình tôi không hiểu Thôi tôi không ngại nói thật cho cậu biết nha. Nhị tiên hòa hợp này như di vật của gia tộc nhà tôi. Cậu giúp tôi hoàn thành tâm nguyện đi. Cho tôi coi một lần cũng được. Có thật không đó, di vật của gia tộc ông. Nè dừng xe lại.
Chuyện gì vậy? Thôi, mới chớp mắt thì không thấy rồi. Chuyện gì vậy? Thì bác Hà đó. Bác Hà nào? Thì bác Hà cầm miếng hàng sơn đến tìm Thập Đức đó. Chào chị. Chào cô. Đúng là không sai, người duy nhất đến sớm nhất trong công ty bao giờ cũng là chị Quân. Quân à, em kiểm tra coi công ty còn bao nhiêu tiền và còn bao nhiêu miếng đá có thể bán được. Anh muốn mau chóng giải quyết chuyện này. Anh Ngôn. Đơn xin nghỉ việc của em. Sao vậy? Sao đột nhiên chị lại không làm? Ngọc Long Hiên ra nông nổi này em cũng có trách nhiệm. Anh nhờ em quản lý tốt công ty, nhưng anh kia ở công ty làm đủ chuyện em cũng không biết. Điều duy nhất bây giờ em có thể làm là xin nghỉ việc. Nếu nói như chị, người đáng nghỉ việc là tôi. Anh Ngôn kêu tôi đến quản lý công ty mà tôi không làm được. Cô là người ngoài nghề lại không rành mọi nghiệp vụ của công ty, làm sao có thể trách cô? Trong chuyện này người nên truy cứu là thằng Kiệt, không phải là hai người. Quân à, anh chưa bao giờ trách em. Mười mấy năm nay em đối với công ty thế nào, không lẽ anh lại không biết? Em không cần phải ân hận. Anh Ngôn, từ trước đến nay em rất cảm ơn anh đã tạo nhiều cơ hội cho em. Nhưng công ty ra nông nổi này em thấy rất có lỗi với anh. Anh cho em nghỉ việc đi, coi như cho em nghỉ ngơi. Nhưng công ty rất cần có chị Quân à. Thôi bỏ đi, em đã quyết định rồi. Anh không giữ em. Lá thư này anh tạm thời cất giữ. Em cứ nghỉ phép, nghỉ đủ rồi cứ việc trở lại làm. Cảm ơn anh Ngôn. Sao anh không giữ chị Quân lại? Bây giờ công ty đang lộn xộn, cần có người giúp. Sao anh vẫn quyển để cho chị nghỉ? Tính của Thục Quân rất cứng rắn. Hơn nữa bao năm nay cô ở công ty đều làm việc hết mình. Bây giờ nảy sinh vấn đề, chắc cô thấy không an lòng mới xin nghỉ. Anh tính đợi công ty ổn định rồi mới kêu cổ quay trở lại làm việc. Cả chị Quân cũng nghỉ làm, sắp tới ngày đóng tiền thuê, còn việc chi lương cũng phải nghĩ cách. Hay là gì đi, coi tiệm Cửu Long có thể rút được bao nhiêu tiền, chúng ta lấy xoay sở đỡ. Tiền ở tiệm Cửu Long có thể cầm cự được bao lâu chứ? Vậy thì làm sao đây? Em đừng có lo quá. Em cũng biết, làm nghề buôn bán ngọc, dù có tới bước đường cùng, một keo thì có thể trở mình rồi. Anh muốn mua đá hả? Chồng tương lai của em lâu nay chọn đá đều rất giỏi. Em biết, nhưng mà kiếm đâu ra tiền? Anh tính bán hết số hàng tồn, thu khoản nợ còn lại. Anh có một phần, anh Hùng một phần, tìm thêm một cộng sự thì có thể đủ số tiền. Nhưng công ty đã bị mang tiếng, em sợ không ai hợp tác với chúng ta. Đến nước này không thể nghĩ ngợi được nhiều đâu. Điều bây giờ anh hy vọng là chọn được một cục đá tốt, sau đó sẽ giống như lần trước, thiết kế một món trang sức đẹp để đến hội đấu giá tạo dựng một kỳ tích khác. Điều mà bây giờ em cảm thấy an ủi là đến bây giờ anh vẫn còn có lòng tin đó. Nếu không anh làm sao chăm sóc em và con của chúng ta? Đây là phần xứng đáng của em. Anh tính ngày mai cùng Nam qua bển kiếm tiền. Bây giờ làm nghề này em phải theo mấy ông lớn bên Bắc mới được. Nguồn vốn của họ đầy đủ, hơn nữa rất chịu chơi. Bám chặt họ khỏi lo không kiếm ăn được. Nè, dù gì em cũng hết làm ở Ngọc Long Hiên rồi, theo tụi anh qua bển kiếm ăn đi. Em biết anh sẽ không bạc đãi em mà. Bắt đầu từ ngày đầu tiên em giúp anh thì em đã ân hận tới bây giờ. Nếu biết trước Ngọc Long Hiên ra nông nổi này, chắc em sẽ không làm như vậy đâu. Em nói làm gì anh đã lôi em vào cuộc vậy à? Trâu không uống nước, không ai đè đầu trâu được. Trước đây là em không muốn làm việc cho anh hai anh thôi, không muốn cho người đàn bà đó hưởng sái. Em tưởng làm vậy sẽ vui hơn, nhưng thật ra là không phải. Bây giờ thì tốt rồi. Em và họ đường ai nấy đi, ít ra bản thân mình có số tiền trong tay. Hai bên không ai nợ ai. Nè, sao? Qua phụ anh đi, sẽ kiếm tiền dài dài. Thôi khỏi, cảm ơn nha, ông Lương.